Thưa quý vị đã có không ít vụ việc đau lòng xảy ra do tài xế ô tô không chú ý khi mở cửa xe. Mới đây do bất cẩn khi mở cửa xe ô tô, nam thanh niên 28 tuổi Hà Nội bị xe máy từ phía sau đâm phải. Cú đâm đã khiến thanh niên bị thương rất nặng và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trước đó khoảng 19 giờ 50 phút ngày 3 tháng 6, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội tiếp nhận bệnh nhân tai nạn giao thông Dương Văn Quy, sinh năm 1996 tại Long Biên, Hà Nội. Được biết bệnh nhân này khi đang mở cánh cửa xe ô tô thì bị xe máy bất ngờ đâm vào từ phía sau, gây tổn thương vùng bẹn và đùi chân trái. Theo bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện, sau khoảng 10 phút nhập viện, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu sốc mất máu. Sau đó các bác sĩ lập tức tiến hành ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Hậu phẫu ngày thứ tư bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc tốt, vận động được chân bên tổn thương, đầu chi hồng ấm, mạch mua chân, mạch ống gót bắt rõ, còn tê bì 1 phần 3 giữa phía trong đùi bên tổn thương. Hiện tại thì bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa hồi sức ngoại, dự kiến bệnh nhân sẽ ra viện trong vài ngày tới. Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết, đây là ca bệnh vết thương mạch máu ngoại vi lớn, nặng nề có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Theo bác sĩ Lâm với những trường hợp bị vết thương mạch máu ngoại vi, người dân cần nhanh chóng dùng gạc chèn vào vết thương chảy máu, sau đó dùng băng ép chặt và đến cơ sở y tế gần nhất có thể can thiệp được chuyên khoa